Thưa quý vị, trước thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn có biểu hiện thờ ơ, vô cảm, sợ trách nhiệm, đặc biệt là tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị 34 đề ra những giải pháp kịp thời quyết liệt để sớm khắc phục, chấn chỉnh tình trạng này, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ, củng cố niềm tin của nhân dân vì nhân dân phục vụ. Chỉ thị 34 ra đời với quyết tâm tạo bước chuyển biến căn bản rõ nét trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, sáng tạo, hiệu lực hiệu quả, phục vụ tốt người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền và khơi dậy, lan tỏa tinh thần, động lực và khát vọng phát triển, cống hiến của từng cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Trong đó, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương và là người truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xác định rõ mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thường xuyên chỉ đạo công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những thủ tục quy định không cần thiết, không phù hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Tại nhiều cơ quan, đơn vị địa phương, người đứng đầu cấp ủy chính quyền đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Đôn đốc chỉ đạo một cách quyết liệt và thường xuyên thì mang đến những kết quả tích cực, góp phần chung vào công tác cải cách hành chính của thành phố. Về công tác chỉ đạo điều hành thì thành phố luôn quan tâm và xem công tác cải cách hành chính là nội dung trọng tâm và thường xuyên và lâu dài. Nhắc nhở văn phòng để văn phòng là tham mưu cho ban thường vụ, tham mưu cho thường trực là chỉ đạo các cơ quan đơn vị là tập trung xử lý những cái đào công việc, những cái chỉ thị nghị quyết mà từ cấp trên cũng như của thường trực thường vụ đã ban hành. Chỉ thị số 34 được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành với quyết tâm chính trị cao, bên cạnh nhận diện 10 biểu hiện né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Chỉ thị cũng thổi luồng sinh khí mới, khuyến khích bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.